Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình và mình là người lạ. Tất cả những ai từng xem lâu năm, cũng không phải lâu năm mà là đã xem lâu rồi trên kênh này đều biết mình là một người rất thích Converse. Thì mình cũng chẳng dám nhận mình là fan của một hãng giày nào cụ thể cả, nhưng mà mình phải thừa nhận là mình rất thích Converse. Mình đã làm rất nhiều những video về Converse và mình cũng có phải đến mười mấy đôi Converse cho riêng mình. Thì trong đó có Chuck Taylor 2, có Chuck Taylor 70S. Thì ngày hôm nay mình có ba cái đôi giày hộp màu đen như này, và đây là một cái dòng giày khác, một cái dòng giày mà ít được đi ở Việt Nam hơn, nhưng mà nó là một cái dòng giày mà thực sự chúng ta cần phải biết đến. Đó là Converse Jack Purcell. Thì nói đến Converse Jack Purcell thì có rất nhiều bạn đã comment trên kênh là mình bảo mình làm về cái dòng giày này rồi. Thì bây giờ mình làm là những ông đấy mà không xem thì đừng bỏ ác. Đây là mình có tận 3 đôi luôn. Và chúng ta sẽ có 3 đôi này là 3 đôi mà nó mới được bán ra chính hãng tại Việt Nam thời gian vừa rồi. Nhắc lại đây là những đôi được bán chính hãng nhé, chứ không phải là ở đâu đó ship về xong rồi là bán dưới dạng hàng xách tay. Đây là những đôi chính hãng và chất liệu của nó thì rất là cao cấp. Đây đều là những đôi có chất liệu, nó là da lộn. Da lộn ở phía bên ngoài và bên trong thì được lót vải. Ví dụ đây là một đôi màu xanh rêu, một đôi rất là đẹp. Tiếp theo mình sẽ có một cái đôi. Đôi này là đôi mà mình nghĩ là nhiều người sẽ thích hơn, tại vì màu nó nhìn nó đơn giản. Đó, đây là một đôi màu bên trên màu đen. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Và đôi cuối cùng thì mình sẽ có màu của nó là màu kiểu màu xám cam. Chúng ta sẽ có 3 đôi. Và 3 đôi này là 3 đôi mà mới gần đây được bán ra, mới được bán ra chính hãng thôi. Không phải xám cam mà nó xám hẳn luôn ấy. Đó, như vậy là mình sẽ có 3 đôi Jack Purcell ở đây. Thì nói qua một chút về Jack Purcell. Jack Purcell không phải là tên một dòng giày riêng, thì nó cũng như là Converse Chuck Taylor thôi. Thì Chuck Taylor là người mà ông ý bắt đầu làm cái công việc ở Converse, chứ không phải là cái thời điểm, nói nào nhỉ, ông ấy cũng từng là một vận động viên, cũng là huấn luyện viên, nhưng mà cái thời điểm ông làm cho Converse thì không phải là lúc đấy ông còn chơi thể thao nữa. Trong khi đó thì những đôi Jack Purcell này, cái thời điểm mà có những đôi giày này thì Jack Purcell vẫn đang chơi thể thao. Và Jack Purcell là ông ấy, mình không nhớ ông sinh năm bao nhiêu, nhưng ông mất năm 91 rồi. Và ông ấy là nhà vô địch cầu lông Canada. Ông là một vận động viên cầu lông vô địch Canada năm bao nhiêu không nhớ, nhưng vô địch thế giới năm 33, 1933. Thì đây có thể gọi là một dòng giày thửa. Dòng giày thửa có nghĩa là có một cái tên khác là dòng giày signature. Chúng ta có hình dung ví dụ như là Jordan ấy, thì trong quãng thời gian thi đấu cho đến khi không thi đấu nữa thì ông có những dòng giày dành riêng cho mình, được thiết kế cho mình và làm mọi cái theo ý ông ý. Thì đấy gọi là dòng giày signature, thậm chí là như bây giờ như Nike LeBron, hay là nó cũng ý nghĩa tương tự như này. Và trong thời gian thi đấu cầu lông thì những đôi Jack Purcell này nó giúp ông ấy chơi cầu lông bằng những thiết kế mà theo ông ấy là hỗ trợ tốt nhất trong việc là ông chơi cầu lông trên sân đất đất cỏ ấy. Nhưng mà đến bây giờ có thể thấy được là những cái nét thiết kế của ngày xưa ấy, nó đã không còn giữ lại nguyên vẹn trên đôi giày này nữa, mà càng ngày những công nghệ hỗ trợ cho những đôi giày cầu lông nó càng tân tiến hơn, khiến cho những đôi giày này dần dần trở nên nó là những đôi giày đi bình thường, đi lifestyle bình thường. Giống như việc là ngày xưa Nike Air Force One nó chơi bóng rổ thì bây giờ nó chỉ đi bình thường thôi, hoặc là Adidas Stan Smith ngày xưa chơi tennis thì nó bây giờ nó chỉ đi bình thường thôi. Nó là một câu chuyện hết sức đơn giản. Giá của những đôi giày này nó là khoảng 1.600.000, hàng bán chính hãng phân phối tại Việt Nam. Thì mình thấy đây là một mức giá hợp lý, tại vì chúng ta nếu mà chưa từng biết qua những đôi Jack Purcell này thì khi mà mình đi chi tiết đôi giày này, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những đặc điểm hơn hẳn những đôi bình thường luôn. Với cái form thiết kế thì các bạn có thể thấy nó rất là giống với là Converse Classic Chuck Taylor bình thường ấy, nhưng mà nó sẽ có rất nhiều đặc điểm và mình sẽ mô tả sau. Cả ba đôi giày này thì mình đều mượn tại hệ thống phân phối chính hãng Converse tại Việt Nam luôn. Có nghĩa là đây là hệ thống mà họ chuyên bán hàng mà Converse phân phối tới Việt Nam, chứ không phải là ship ở đâu đó về, cho nên là đảm bảo đây là chính hãng. Chúng ta vẫn gọi là store ấy, chúng ta vẫn gọi là ra store mua ấy. Thì đây là đơn vị đó, đó là Wear Việt Nam, trang web là wear.com.vn. Đây là một cái đại lý mà họ bán Converse, Vans, Palladium và một số những thương hiệu con khác chính hãng tại Việt Nam, và có hai cơ sở tại Hà Nội, có cả ở Hải Phòng với Hải Dương gì đó nữa cơ. Thì đây là đơn vị giống như là store, giống như chúng ta vẫn nói ra store mua, thì đây chính là store. Có nghĩa là chúng ta mua hàng ở đây đảm bảo 100% là hàng chính hãng bán tại Việt Nam, không phải lo lắng gì về chất lượng, không phải check track gì hết. Tóm lại là mua hàng ở đây, Converse hay Vans nào ở Việt Nam có bán thì ở đây hầu như có đến 99%. Do vậy là các bạn có thể mua. Chính vì mình biết đây là store cho nên là mình đã hỏi mượn, và đương nhiên hỏi mượn store thì chắc chắn không vấn đề gì rồi.
Và trong quá trình mượn ấy, thì mình có nói chuyện và có xin được cho người xem của kênh là Sneaker một cái mã giảm giá. Thì chúng ta ra store mua bình thường vẫn phải mua với giá niêm yết. Ví dụ giá niêm yết đôi này là 1,6 triệu chẳng hạn, thì mình có xin được một cái mã giảm giá. Thì mã giảm giá đó là người lạ. Nếu các bạn mua hàng ở trên website wear.com.vn mà dùng cái mã người lạ thì sẽ được giảm 100.000 trên một sản phẩm. Các bạn nhớ, chúng ta được giảm 100.000 trên một sản phẩm. Thì cái mã là rất có giới hạn thôi. Ví dụ như các bạn không cần mua những đôi này, mà các bạn cần mua Vans Old School, các bạn cần mua Converse Chuck Taylor 70S, các bạn cần mua một đôi Vans Skate 2 vân vân. Bất cứ đôi nào mà Vans hoặc Converse có bán tại Việt Nam thì ở đó đều có. Và các bạn có thể dùng cái mã người lạ đó để giảm đi 100.000, tiết kiệm được người nào hay gần đấy. Mình cá với các bạn và mình hứa với các bạn là mình chẳng được một đồng nào trong cái số 100.000 mà bị giảm đi đó cả. Mình chỉ xin cho người xem của kênh thôi. Và đó là cái ưu đãi. Nhưng mà ưu đãi cũng có hạn thôi, tại vì không phải đôi nào chúng ta cũng được giảm 100 mãi được. Thì mình cũng muốn thông báo nhỏ như vậy thôi. Ngoài ra thì cách đây vài hôm mình có đăng ở trên cái tab cộng đồng trên YouTube là Sneaker, đó là trên Tiki, gian hàng của Wear Việt Nam này có một cái mã giảm giá lên tới 200.000. Nhưng mà rất tiếc là sau khi mình đăng, rất nhiều bạn đã mua được giày với mức giá giảm 200.000 và đã hết mã đó mất rồi. Tại vì ví dụ bình thường một đôi giày này là 1,6 triệu này, chúng ta mua được giảm 200.000 với cái mã của Tiki ấy, thì nó chỉ còn 1,4 triệu thôi. Một mức giảm rất ấn tượng, 200.000 là khá nhiều rồi. Các bạn nào có muốn mua trên Tiki thì cũng được, tại vì Tiki thì thi thoảng nó sẽ có mã giảm giá, cùng với đó là nó hỗ trợ phí ship nữa nếu mua ở xa. Nếu ở gần thì cứ qua mấy cửa hàng ở chỗ Bạch Mai với lại Tôn Đức Thắng mà mua cũng được. Thì bây giờ mình sẽ đi mô tả chi tiết vào cả ba đôi Jack Purcell ngày hôm nay. Thì những đôi giày này ấy, có thể các bạn thấy ít người đi. Thực ra mình, cá nhân mình không có đôi nào. Tuy nhiên những người, phải nói như nào nhỉ, những người mà sneakerhead lâu năm, mình thì mình không phải sneakerhead mà mình chỉ là một người yêu thích giày bình thường thôi. Có nghĩa là những người mà đã từng chơi giày lâu năm ấy thì họ sẽ có những đôi này và họ có đi những đôi này. Cá nhân mình thì mình có một người bạn này thường hay đi Converse và Vans. Cậu ấy có những đôi này và đi đến khi mà nó gãy gập cả, có nghĩa là nó mòn hết, nó há cả miệng cười này ra, rất là nhiều cậu ấy vẫn đi. Nói chung là những cái đôi giày này nó mang ý nghĩa lịch sử rất là cao, và cái chất lượng, những cái phần mà nó có bên trong này nó sẽ được thể hiện ngay sau bây giờ khi mình mô tả. Và đây là hộp giày đầu tiên. Nó sẽ có một hộp khác đi so với những đôi Converse khác. Logo Converse rất lớn ở đây. Và đây là hộp màu đen, chữ Converse này. Và thông tin bên trái không có, bên phải thì là thông tin chính. Ok, và đây là hình ảnh của cái chiếc giày bên trong này. Nó sẽ có màu kiểu xám xám. Mã là 162563C jackconverse.com và size là 89,5 x 41 26 cm. Với cái việc chọn size của đôi Jack Purcell này thì mình nghĩ là các bạn nên trừ đi nửa size. Tức là nhé, bình thường mình là 26cm này, bình thường Nike hay Adidas đều đi 41 này. Thì đối với đôi này mình nên đi 40,5 thì nó vừa hơn, tại vì 41 nó sẽ hơi rộng. Và cái này số này nó sẽ thành 25,5, lát nữa mình sẽ cho các bạn xem. Nói chung là đôi này nên trừ đi nửa size. Bình thường các bạn đi Adidas là 40 thì đôi này đi 39,5, 42 thì đôi này là 41,5. Ví dụ như vậy là các bạn sẽ hiểu đúng không? Và bên trong thì chúng ta sẽ có như sau. Sẽ có đến hai lớp giấy gói luôn, hai lớp. Và đây là chiếc giày bên chân trái. Đó, nó sẽ có màu cam. Màu này nhìn khá là sang các bạn thấy không? Nhìn rất là sang. Kiểu nó màu này như, nó như màu tan ấy, màu tan đậm ấy. Và đây, da lộn, rất là đẹp, rất là sang. Mũi này. Và đây là chân trái, sẽ có những cái tem mark. Đó. Và chân phải thì nằm bên trong. Thôi, mình sẽ chỉ lấy tượng trưng một chiếc thôi, tại vì chúng ta sẽ có 3 hộp. Và tiếp theo đến hộp này. Đây sẽ là cái chiếc giày màu xanh và mã là 162564C. Và size cũng như vừa nãy và cũng làm tại Trung Quốc. Và các bạn nhớ như mình nói đó là nên trừ nửa size thì nó phù hợp hơn. Đấy là với những người chân thường thôi nhé, còn những người chân bé múp thì nên để nguyên. Cuối cùng thì đây mới là cái đôi giày đúng size của mình này. Mã là 162562C và 40,5 và 25,5. Và đây chính là cái đôi giày, nó sẽ có màu đen. Đó, mình thì mình cũng thích, khá thích màu này tại vì đơn giản là nó dễ đi. Màu đen mà, màu đen thì kiểu gì kiểu nó dễ đi. Mình ra lộn này. Đó, mình sẽ mô tả chi tiết sau. Đây là cái chiếc Converse Jack Purcell của mình ngày hôm nay. Thì như mình nói là cái bộ ba mới ra mắt này nó đều sẽ có phần upper này bên ngoài là da lộn. Chúng ta đương nhiên sẽ vẫn có những phần vải nhưng nó nằm bên trong. Và các bạn nhìn không, mũi hơi cong lên một chút và nó cong hơn khá khá so với lại Converse Classic. Thì cái đôi giày này ấy, chúng ta thấy được đó là nó sẽ có cái form rất là giống với Converse Classic, thực sự rất là giống. Nhưng mà nó sẽ khác đi một chút. Cái khác mà dễ dàng thấy nhất và khác biệt nhất đó là chính là cái phần mũi đằng trước, cái phần pad này. Các bạn thấy là phần pad này thì nó được đệm thêm một lớp cao su ngoài nữa. Đây thấy không?
bình thường nhá, nó thì nó sẽ không có miếng này, bỏ miếng này đi, nó chỉ có phần này thôi. Thì đây bây giờ nó đệm thêm một cái phần này nữa, và đây là cái họa tiết rất nổi tiếng mà chúng ta thường gọi với cái tên nôm na là họa tiết mặt cười. Đây là đôi giày mặt cười, thì đây là họa tiết làm nên cái tên tuổi cũng như là cái nhận diện cho cái dòng giày Jack Purcell này. Có thể thấy được đây là cái điểm phá cách và nó rất là đẹp, cá nhân mình thấy nó rất là đẹp. Đó, thấy không? Nhìn tròn vo, rất là đẹp và xinh. Đó, nhìn đế này nó có vẻ là cao cấp hơn, cứng rắn hơn là so với Classic. Mô tả luôn phần đế dưới thì như bạn thấy là đế dưới này đúng là để đi lifestyle bình thường. Ngày trước ấy, thì những đôi Jack Purcell nó sẽ có những họa tiết xương cá, họa tiết herringbone, kiểu là kiểu zigzag như này ấy. Nhưng bây giờ ấy, thì nó không còn họa tiết đấy nữa, và những cái này thì nói chung là ma sát thì cũng không được tốt cho lắm. Chính giữa này thì chúng ta sẽ có một cái miếng cao su đỏ và dòng chữ Converse Jack Purcell màu đỏ bên trong một cái khung. Nói chung là khung này nó khá cứng, cũng là cao su nhưng cao su cứng hơn, nằm chính giữa, và cái khung này nó màu xanh, xanh blue đậm. Và bế dưới thì nó sẽ có màu xanh nhạt như thế này, rất là đẹp, thực sự rất là đẹp, cái bế dưới rất là đẹp. Và bên này chúng ta, bên hông chúng ta sẽ có hai cái lỗ thiếc để thông hơi, thoát khí vân vân. Khi mà mua chúng ta sẽ được tặng thêm một cặp dây giày nữa. Một cặp dây buộc sẵn sẽ là dây tròn và nó sẽ có nhiều màu sắc. Và dây tặng thêm sẽ là dây màu đen và dây dẹt, tùy sở thích mỗi người, nhưng mà mình thấy là cái dây tròn này nó phù hợp hơn. Thì bên trên nó có một cái lớp phủ da lộ, như bạn thấy lớp phủ da lộ này rất là cao cấp. Và bên trong thì nó lại là vải canvas bình thường. Đó, lớp này lớp vải canvas. Đôi này nó khác đi so với một số đôi Jack Purcell ngày trước. Đó là những đôi Jack Purcell ngày trước nó sẽ có cái phần lưỡi gà nó hình wing, hình cánh, nó hình cánh chim. Ví dụ nhé, bình thường nó sẽ có lưỡi gà như thế này. Mình sẽ tháo ra để cho bạn thấy dễ dàng hơn là cánh chim nó sẽ như thế nào. Thì đây, nó sẽ có, không phải lưỡi gà nó rời hẳn ra như này đâu, mà nó sẽ liền từ đoạn này trở về đây. Nó không rời hẳn ra liền như vậy, khiến cho là khi dở hai cái này ra, nhìn nó như là cánh chim, dở hai bên này nhìn như cánh chim. Nhưng mà bây giờ lưỡi gà nó được làm rời hẳn ra ở phiên bản mới này. Và phần bên trên này nó là một cái lớp như kiểu lớp ni lông ấy, rất là mát và thoáng. Và đây là có hai cái miếng thêu màu đen. Cùng với đó bên dưới sẽ là con tem của chúng ta, những thông số được đặt hết ở đó. Về cái lót dài bên dưới thì có thể thấy được đó là nó sẽ có lót liền màu đen và có dòng chữ Converse màu cam. Nó mềm và êm như là lót của 70S vậy. Tuy nhiên ấy, thì mình vẫn thích cái lót cũ hơn. Cái lót cũ của những đôi Jack Purcell này thì nó sẽ có một cái lớp đệm Zoom Air. Nó có hai bên ở đây một phát, ở đây một phát cơ. Nó đặt bên dưới cái lớp lót insole này. Tuy nhiên bây giờ ấy, thì nó lại mang cái tính chất đó là đi bình thường, cho nên là nó không còn lớp lót đấy nữa. Và có thể thấy được nó hoàn thiện và nó tốt hơn nhiều so với Classic. Nếu đối với Classic ấy, thì chúng ta sẽ vẫn có cái cách thiết kế và form cũ. Nhưng đôi này thì nó cứng cáp hơn rất nhiều và nó đẹp. Và chúng ta thấy được đó là cái điểm nhấn của cái mặt cười này thôi. Đây là chiếc màu đen thì cái dây của nó sẽ là hai cái màu mà mình thấy là nó không ăn nhập cho lắm. Cho nên là nếu là mình thì mình sẽ dùng cái dây cho kèm này, cái dây màu dẹt màu đen này để mình buộc trên đôi màu đen này. Thì cái đôi màu đen này nó cũng giống cái đôi kia thôi. Chúng ta cũng sẽ có những phần vật liệu bên ngoài đó là da lộn và bên trong thì nó là vải canvas. Đôi màu đen này hơi khó nhìn tại vì nó tối quá. Đó, đế dưới vẫn y như vậy. Cuối cùng thì là cái đôi màu xanh rêu. Màu này giống cái màu gọi là màu pie green. Và màu này cho thấy là cái da lộn nó còn chất lượng hơn. Và mấy cái màu này thì mình thấy là nó cũng cứ sao sao ấy. Thì cái dây tặng kèm lần này nó không phải màu đen. Nó vẫn là màu đen thật. Nó vẫn màu đen, xin lỗi các bạn, vẫn màu đen. Thì đấy, nói chung là các yếu tố của nó thì vẫn như vậy. Và gần đây Converse có vẻ thích làm cái kiểu đó là phần upper này thì nó bằng da lộn, còn lại phần lưỡi gà thì bằng kiểu ni lông hoặc là vải mesh, kiểu thế. Tem thì vẫn thế. Lót bên dưới thì màu kiểu màu tím tím. Đó, và đế dưới thì vẫn vậy. Nói chung ba đôi này là ba đôi có phần màu sắc rất là đẹp và cái giá trị nhất của nó chính là ở phần da lộn. Nếu như mà các bạn hơi chán với lại Converse 70S, hơi chán với lại Van Old School mà muốn có một đôi giày được bán chính hãng, mình đang nói chính hãng nhé, mà cũng với tầm tiền đấy thì mình nghĩ Jack Purcell là một trong những sự lựa chọn không tồi. Tại vì như các bạn thấy là chúng ta khó có thể kiếm được những đôi giày nào mà cái mức độ hoàn thiện của nó tốt như đôi giày này. Cùng với đó là nó cho một cái nhìn mới lạ trong cái tủ đồ giày của chúng ta. Đơn giản là tại vì chúng ta đi đôi này phát là chúng ta thấy là nó sẽ có sự khác biệt ngay, và đi lên chân những đôi giày rất là đẹp, và mình sẽ đi ngay sau đây cho bạn cùng xem.